Thảo có một số cây mình muốn bán nha, tại vì vườn mình nhiều cây quá rồi. Và tất cả những cây này đều là hàng cũ mà Thảo nhập lâu rồi nha, cho nên rễ nó đều là rất là đầy đủ rễ và phun chậu. À, trước mặt màn hình đây là một cây mai chiếu thủy. Nói đến mai chiếu thủy thì ở Mỹ mình cũng không còn quá hiếm, tuy nhiên những cây mai chiếu thủy nu mặt khỉ này rất là hiếm nha. Nó có tên riêng của nó là nu mặt khỉ, có nghĩa là trên thân của nó có những cái u nần nần này nè cả nhà. Đó, nó có những cái cục cục này gồ ra để mình chơi bonsai thì rất là đẹp ha. Đó, và cây của mình á, cái gốc rất là khủng luôn, có nghĩa là hai cái bàn tay mình xòe ra như thế này và mình ôm lại nó cũng không có giáp được cái gốc cây nha. Gốc rất là khủng và cây đang cho khá là nhiều nụ ha, và cây khỏe ổn định rất là đẹp. Để Thảo quay nụ cho bà con mình xem ha. Đây, cái này chuẩn bị nở nè. Tại vì nó to và nặng lắm cho nên Thảo không có quay vòng vòng được nó. Đây cũng là một chùm nụ ha. Nếu như mình chơi cây này thì mình về sang vào một cái chậu xịn nữa là nhìn nó tuyệt vời lắm nha bà con. Mai chiếu thủy nu mặt khỉ. Đây là cái cây mai chiếu thủy mà mình đã sang chậu nè. Đó, khi mà mình sang chậu là cái cây mình nó có hồn ngay ha. Và đây là Thảo còn chưa có uống cành tạo tán cho nó nha. Thảo chỉ mới để vào đây thôi mà thấy nó đang cho hoa, cho nên khi nào nó tàn hoa rồi mình mới uống cành cho nó. Mai chiếu thủy nu mặt khỉ nha bà con. Như những cây mà Thảo đã để vào chậu xứ như thế này để mình chơi cũng giống như là mẫu cho bà con mình hình dung, là khi một cái cây mà mình sang cho nó một cái chậu xịn chút xíu thôi, có nghĩa là chậu bằng không phải bằng nhựa ha, là nó đẹp lên, nó tôn lên cái cây rất là nhiều, nhìn cái cây mình nó sang trọng hơn nhiều ha. Mai chiếu thủy thì nó có một cái mùi thơm nhẹ rất là đặc trưng và thơm thoang thoảng thôi chứ nó không bị gắt nha bà con. Cái dòng hàng mai chiếu thủy mặt nu mặt khỉ này thì cũng khá là hiếm trên thị trường, và để cái gốc nó to như thế này thì ở Mỹ này càng hiếm nha. Đó, gốc rất là bự nè, gốc khủng luôn á. Và đây là một cái loại rất đáng chơi cho những ai thích sưu tầm bonsai nha cả nhà. Đây là hồng ngọc mai, mà một loại cây mà có ba cái thứ đặc biệt mà chúng ta càng nên chơi nó, là mình chơi cả cái thân nè, thân đế là nó xoắn như thế này đây. Đó, và chơi cả hoa của nó nữa, mặt hoa của nó rất là xinh ha. Màu tím nhẹ như thế này. Và chơi cả cái trái nữa nha. Cái trái của nó sẽ là màu đỏ tròn tròn, Thảo để trên màn hình cho bà con mình dễ hình dung ha. Và cái trái của nó ăn được nữa nha quý vị. Đó là cái điều đặc biệt của cái hồng ngọc mai này ha. Cây đang rất là nhiều hoa. Và những cây này á, Thảo để rải rác mỗi một chỗ, Thảo để một hai cây để cho cái rễ nó khỏe đó, Thảo để nó xuống dưới đất như thế này nè, nó ăn theo những cái chậu cây của mình. Khi xếp hàng thì Thảo dỡ lên ha, thì ở dưới rễ nó đã thò ra ngoài rồi. Thảo cố tình để chậu nhỏ để khi mình ship cho nó đỡ tốn tiền ship của quý vị ha. Thì những cây này Thảo đang on sale, giá nó rất là mềm nha. Bà con mình ai muốn chơi thì lấy về chơi. Mình vừa hưởng được cái hình thù, cái dáng cây đẹp nè, hoa đẹp. Và trái của nó cũng rất là đẹp ha, trái màu đỏ. Đây là những cái trái nhỏ nhỏ nó đã đậu trái rồi nè bà con. Đó, nó đã đậu trái rồi ha. Rất là xinh luôn. Đây là hồng ngọc mai. Đó, hồng ngọc mai Thảo để rải rác như thế này nè. Những cây này thì nụ nụ chi chít luôn đó bà con. Những cái tròn tròn trên thân của nó nè, trên cái đầu lá của nó tròn tròn là nụ hết nha. Mấy hôm nữa nó cũng nở y như cái cây vừa rồi. Cây nào cũng có bộ đế rất là đẹp ha. Độc lạ luôn. Để có một cái loại cây mà mình có thể chơi được cả ba thứ ha, có nghĩa là dáng, hoa và trái, thì chỉ có hồng ngọc mai là tuyệt đỉnh nha bà con. Nụ xum xuê luôn, quá trời nụ. Và năm nay Thảo sưu tầm được mấy cây bông giấy. Khi đó đến bông giấy thì ắt hẳn là những người chơi cây chơi hoa không có lạ lẫm gì.
Nhưng cái điều đặc biệt của cái bông giấy ngày hôm nay Thảo quay đây là bông giấy Ấn Độ nha bà con, chứ không phải là bông giấy Mỹ giống như chúng ta từng thấy bán ở những tiệm Mỹ giống như Lô, Home Depot ha. Cái đặc biệt của nó là cái gì ở đây thì Thảo giới thiệu cho bà con mình biết. Đó là trên một cái bông nó sẽ có nhiều màu, từ 3 tới 5 màu trên một cái cây này. Nhưng nó là hàng chuẩn, không có ghép nha bà con. Khi bà con mình nhận được hàng sẽ thấy ha, trên cây mình sẽ không có mắc ghép. Và cây này là cây chiết chứ không phải là cây ghép nha. Để Thảo quay cận cảnh cho bà con mình thấy là trên cánh hoa nó có màu nè. Đó, đây là những cái búp thôi, nó chưa có nở hoàn toàn ha. Thì trên một cánh hoa nó sẽ có nhiều màu trên đó cho mình. Màu vàng với màu hồng nè. Đó. Nó ẩn ẩn lên một chút cam cam. Trắng trắng, xanh xanh. Đó. Đây là một chùm ha. Mình nhìn thấy hồng nhiều hơn đúng không? Nhưng bên này thì mình thấy nó vàng nhiều hơn nè. Ngay chỗ này. Đó. Còn bên này nữa. Cây nó phun bông luôn đó bà con. Đây bên này nữa, cái này hôm bữa nó mới nhú ra, nó màu xanh nha, nó màu xanh lá. Bây giờ nó lại hơi vàng vàng mỡ gà nè. Đó, và trên những cái mép đầu của nó thì nó có ẩn ẩn lên chút hồng hồng đỏ đỏ. Rất là đẹp ha. Mấy bữa nữa nó mà nở thì nó sẽ nở một chùm to như thế này nè. Chứ cái này chỉ mới là nụ nha bà con. Đẹp lắm, trên mỗi cánh hoa nó đều có từ 2-3 màu trở lên. Cho nên trên một cây này là từ 3 tới 5 màu ha. Là hoa giấy Ấn Độ. Mỗi một cây nó nở một cách khác nhau. Đó. Cây này thì nó nở như vậy ha. Còn như bên cái cây này thì mình thấy trước mắt là mình thấy màu hồng nhiều hơn nè. Cây này thì nụ búp búp nhỏ nhỏ. Đó, như bên này là mình chỉ mới thấy hồng. Còn bên này mình thấy là nó có xanh nè. Nó có xanh ở bên cái cánh bên này là màu xanh. Đó. Tại mình quay nó cho ánh nắng quá, mình nhìn vô màn hình không có thấy được luôn á bà con. Đó, cái điều đặc biệt của bông giấy Ấn Độ là như vậy. Và mình thích một cái nữa là nó chịu được lạnh rất là tốt nha bà con. Thì nó cũng giống như bông giấy Mỹ thôi. Cái nhiệt độ mà nó chịu lạnh được thì cũng giống như tất cả các loại bông giấy Mỹ ha. Nhưng mà điều đặc biệt của nó hơn là nó nhiều màu trên một cây. Và cái này là hàng xin của nó chứ không có phải là mình ghép lên hay gì đâu. Đó, cũng là cùng một dòng hàng nhưng mà cây này nó lại nở khác nè bà con. Nó trên cái lá của nó lại giống như là cầu vồng vậy đó, nó có nhiều màu trên cái lá này. Trên cái bông chứ, nó lộn, cái này là bông nha. Bông búp thôi chưa có nở. Khi nó nở nó sẽ hoa, nó sẽ to hơn nhiều ha. Đó, cái này thì màu vàng vàng lợt lợt xanh xanh nè. Còn cái này thì loang lỗ giống như cầu vồng. Đó. Trên mỗi cây nó sẽ tự ra một cái màu đặc trưng của nó chứ mình không có mặc định là nó cây nào nó cũng giống cây nào. Đó, như cây này thì nó lại nở ra cái màu này nhạt nhạt rất là xinh ha. Chùm bên này thì nó lại hồng, chùm bên kia thì nó lại nhạt. Đó, trên cùng một cây của nó rất đẹp. Đây là những cái dòng hàng mới mà theo Thảo biết thì hiện tại ở nước Mỹ mình chưa có thấy ha. Thảo chưa có thấy ai bán nha, còn một số người người ta có để chơi thì cái điều đó Thảo không có biết nha. Cây rất là khỏe nha bà con. Cây nó là bằng ngón chân cái, gốc của nó bằng ngón chân cái chứ không phải là cây bé tí bé teo nha. Cái loại này nó khỏe lắm. Cái lá của nó như thế này này nha. Cái lá của nó là nó thẳng á, thì nó khỏe quá, nó sẽ ít cho hoa. Cho nên Thảo để cho nó giống như là đừng có sung quá. Khi mà nhiều dinh dưỡng nó nuôi lá, lá khỏe thì nó sẽ không cho hoa. Cho nên Thảo để cho nó cằn cỗi. Đó là một cái lý do mà những cây bông giấy Thảo để cho cái lá của nó cong cong lại. Có nghĩa là nó ít dinh dưỡng, nó thiếu dinh dưỡng đó. Thì nó sẽ bật hoa. Đây nè. Đây là những cái nụ hoa của nó chuẩn bị nở đó bà con. Còn nếu như mình để cho nó sung quá thì nó chỉ nuôi lá thôi bà con. Tất cả này là một chùm này là đều nụ ha. Như Thảo nói thì vườn mình chật quá đó. Thì cây táo Thái này mình cũng có ý định bán ha. Nếu như cô chú anh chị nào ở vùng Bay thì có thể mua cây táo Thái này được. Tại vì cây này bự quá, mình không có xếp được. Cây đang đậu trái nè bà con đó. Cây đang đậu nhiều trái lắm. Nhưng mà bông thì quá trời rồi. Bông thì quá trời ha. Nhưng mà cái cây nó thì táo Thái cả nhà cũng biết ha. Nhánh nó mọc tùm lum hết á. Bữa trước Thảo tỉa một đống lá luôn á. Mình tỉa để cho nó bớt cái sức á,
trái của nó đây, trái của nó đây, tỉa cho nó đỡ rậm rạp và nó đỡ mất dinh dưỡng cho cái cây đó bà con, cho nên thảo tỉa bỏ hết à, giữ lại ít thôi, hoa rất là nhiều ha.